Bây giờ mình sẽ tự chơi Minecraft Murder một vài trận các bạn ơi, giờ sẽ tự chơi. Chứ mình sẽ không mời thêm nữa. Vì nãy giờ cũng chơi nhiều rồi, nên sẽ tự chơi Murder một xíu. Ok, bạn thấy cái skin cái resort của mình đẹp không bạn? Đây chính là resort của mình bạn ơi. Bầu trời galaxy cực đẹp các bạn thấy không? Đó. Đẹp cực kỳ luôn các bạn, quá đẹp luôn các bạn ơi, quá đẹp. Ok, giờ để mình chơi một trận cái Murder bạn ơi. Mình nãy giờ cũng ghiền chơi Murder lắm, nhưng mà nãy giờ người ta ghiền Bad World quá, cho nên mình chơi trận Murder cho nó vui vẻ xíu. Chào các bạn đang coi stream của mình nha. Mình chào 218 người đang xem cái stream của mình nha. Chào các bạn rất là nhiều. Để mình có thể được 200 người coi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Chào 200 bạn. Chào các bạn nha. Mình chào 200 bạn đang coi cái stream của mình nha. Chào 221 bạn đang coi nha. Hay quá, tuyệt vời. Mua, tuyệt vời. Này thì tuyệt vời các bạn ơi, này là tuyệt vời. Anh ơi, anh như nó mấy giờ vậy hả? Mình chưa biết bạn ơi. Chào bạn Đức Huy Nguyễn nha. Tuyệt vời bạn ơi, tuyệt vời, tuyệt vời. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Ôi trời ơi, mình phóng trúng cái con kia mới ghê chứ. Vậy. Un một thằng. Un hai thằng. Tuyệt vời. Trời ơi, nhiều mạng thế à nhỉ. Ôi, nó đi đâu vậy ta? Chết. Ôi, ông ngọn kia không giết người à. Giết người đi chứ cha. Giờ mình chơi Murder một mình thì mình đỡ bị đá stream hơn các bạn. Người ta đỡ biết mình là cái giết người hơn. Tu 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 Anh hiền quá, tụi fan chửi tụi nó làm tới sao không sao đâu bạn ơi, mình đâu bình thường mà đâu bị đâu mà lo. Ta chửi thì chửi mà nghĩ người ta vui rồi được. Mình là streamer mấy nó niềm vui cho mọi người mà, các bạn coi vui, youtuber mấy nó niềm vui mà, bạn có vui bạn gì coi thôi, chửi mình cũng là được, cái gì đâu mà phải lo. Ôi dùm nóng hụt các bạn ơi. Chết. Chết. Ô mình giết người không á. Mình giết hết luôn á. Thiệt á, mình giết hết luôn các bạn. Lạ ghê luôn á. Nó là quá trời, mình giết hết luôn à. Ôi chết mình rồi. Mình né nó ra nữa. Mình biết 13 mạng rồi đó. Ông nội kia chơi game không vậy? Chết. Mình giết hết 14 người luôn rồi kìa. 15 người. Quả mơ này khinh dị thiệt nha. Thằng mình giết không à? Ông kia không giết luôn á. Đâu rồi ta? FIFA mình chơi mấy hôm trước rồi các bạn ơi. Giờ mình không chơi FIFA nữa, đợi ngày mốt hay ngày sau gì á mình sẽ chơi tiếp. Ông nội kia cái người không giết người à. Chả thấy đâu có luôn. Thề. Ông nội kia đều mà mày để mình giết không à. Ủa tim người ta đó sao mới đổi chỗ nó hết tiêu rồi. À không phải đây. Ủa chỗ nó hết tiêu rồi. Mình nói Hồ Chí Minh nha bạn ơi. Còn ba người nè. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Thấy rồi bạn ơi, mình thấy rồi bạn ơi, mình thấy rồi, mình thấy rồi. Chết luôn bây ơi, nhảm nhí thiệt các bạn. Ông nội kia được một mạng trong chết gắt. Sợ thiệt. Ơ hụt rồi. Thầy. Anh nghĩ là trai gái, anh nghĩ bạn là gái, anh nghĩ bạn là con nít con gái chứ không nghĩ là con trai, tại vì tên bạn tên nghe con gái mà.
Ơi, your map so only a vehicle. Map đâu ta? À đây nè. Đây nè. Nó dưới lòng, nó dưới lòng. Chết, còn có mười mấy giây à. Không kịp rồi. Ông nội kia kể người phế quá, thật sự luôn á. Thôi thua rồi. Đi thiệt. Thua rồi. Không kịp rồi, không kịp tới rồi. Trời ơi, chán ghê. Giết 16 mạng luôn rồi. Chỉ gần hết rồi mà không kịp. Chán thiệt. Và ok. Thôi mình nghĩ là mình sẽ tạm dừng cái stream này ở đây luôn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và mình là kế đi đây. Thì hẹn gặp bạn ở những video sau nha. Và cảm ơn các bạn vì đã có giúp mình một cái lượt ngày stream hôm nay tới 200 người xem. Cảm ơn rất là nhiều. Hẹn gặp bạn ở những video sau của mình nha các bạn ơi. Chào các bạn nha. Bye. Bye các bạn nha. Bye bye.